Xin mến chào toàn thể tất cả các anh chị em quay trở lại với N7D. Thì không biết làm sao mà mấy bữa nay mình nhận được rất nhiều tin nhắn từ các bạn gửi về. Để đa số là các bạn hỏi cái cách vẽ cái lá, mà không phải là các bạn nói là không phải cái lá mùa thu mà là cái lá bầu bào, có găng lá luôn. Thì khách họ rất là thích cái loại lá này. Thì các bạn cũng vẽ rồi nhưng mà các bạn nói là vẽ nhiều lúc nó vẽ hơi lao mà ra không có đều. Thì ngày hôm nay mình chia sẻ các bạn cái cách mà các bạn vẽ chiếc lá rất là nhanh. Đầu tiên là các bạn lấy cái cọ rau, các bạn chấm cái màu đen. À, các bạn vẽ một đường thẳng như thế này này, một đường cong như thế này này, đó, ở giữa để làm cái sóng lưng cho cái lá. Rồi tiếp tục các bạn lấy màu, các bạn vẽ chỗ này này, các bạn vẽ một vòng nhỏ đó, vòng nhỏ. Rồi bên kia cũng vậy, các bạn vẽ một đường nhỏ y như vậy nữa, đối diện lại đó, các bạn thấy không, rất là dễ không. Rồi bây giờ tiếp tục ở chỗ cái đường nhỏ này, các bạn nối to ra một đường nữa đó, các bạn nối to ra, nhưng mà cái đường này vẽ to ra, các bạn to ra đó, to lần đó các bạn. Rồi tiếp tục nữa là các bạn lấy một đường nữa cũng y như vậy, cũng ở giữa này phải to ra đó, to lần lên là các bạn sẽ có cái lá liền đó, phải to lên nó vô, các bạn thấy không. Tiếp tục nữa là cuối cùng này, chỗ này nó gần hết cái móng rồi, cho nên mình sẽ vẽ cái đường này mình quẹo vô để là thành cái cuốn đuôi cho cái lá, là cái lá dừa chừng này là được rồi các bạn, không cần dừa hơn nữa. Thì nếu mà các bạn muốn dừa hơn nữa thì các bạn vẽ lá ở giữa thì nó dừa hơn. Ở đây là mình vẽ cái này, mình sẽ vẽ nát là to, mình vẽ nát đậm các bạn nha, để mà các bạn thấy nó dễ nhìn. À, thì các bạn xem ở đây là các bạn xem cái cách vẽ thôi. Còn khi mà các bạn vẽ cho tay khách á, thì các bạn vẽ cái đường màu đen này nè, nó nhỏ lại, nó nhỏ lại thì cái lá mình thanh đẹp hơn. Còn mình vẽ ở đây á, là mình chia sẻ cho các bạn mà sợ cái máy quay nó mờ, ánh sáng nó sáng quá các bạn nhìn không được á, cho nên mình sẽ vẽ cái nét nó bự hơn, nó đậm hơn để các bạn dễ nhìn. Là các bạn xem, các bạn tham khảo cách vẽ cho nó nhanh thôi đó, cách vẽ là như vậy đó các bạn. Là bây giờ á thì mình khi mà các bạn đồ hết xong rồi ha, là các bạn bỏ màu vô, thì các bạn thích bỏ màu là các bạn bỏ màu vô vẫn được bình thường. Ở đây ví dụ như để mình đồ xong chỗ này nó cho nó rõ lên, các bạn nhìn này đó, là các bạn thấy cái lá ra rồi không đó, lá ra rồi rất là nhanh. Khi mà khách vô ưng vẽ cái lá là các bạn thấy rồi đó, mình dứt liền nhanh chóng gọn nhẹ, không mất thời gian. Tại vì nhiều lúc là làm mấy cái design trên tay khách là các bạn phải làm cho nó lẹ chút xíu, để đặng còn xong con khách là mình làm con khác nữa, chứ không phải là ngồi mình vẽ mà lao quá mất thời gian các bạn. Bây giờ các bạn thấy mình bỏ màu vô không, bỏ màu xanh vô này, bỏ màu xanh vô giữa cái khay này, thì các bạn sẽ có một cái lá có găng, lá lá bào có găng, găng giữa, găng sống lưng, rồi nói chung là rất là dễ đó anh chị em thấy đó. Cái cách vẽ này thì các bạn vẽ thì sao cũng ra ra rất là dễ. Thì cái lá thì có rất nhiều cách vẽ khác nhau, nhưng mà đôi lúc là những cái cách nhanh đó các bạn, thì mình làm cho nó dễ để mình đi khi mình làm khách á, thì mình tiết kiệm được cái thời gian vẽ của mình, mình khỏi mất thời gian vô cái khâu này nhiều. Sau khi bỏ màu xong là anh chị em mình hơ đèn đó, các bạn hơ đèn đây là các bạn bỏ cái tốt cốc lên, là các bạn có một chiếc lá bào có sóng lá, có găng lá rất đẹp, nhanh chóng, không phải có lá mùa thu mà là cái lá này là giống như lá trào đó các bạn. Rồi như vậy là các bạn đã có một chiếc lá rất là nhanh. Cảm ơn anh chị em mình. Chúc các bạn thật là nhiều sức khỏe và thành công, hoặc là mọi người trong những clip chia sẻ tiếp theo nha.